Được thành lập từ năm 1998 đến nay, công ty đầu tư và phát triển công nghệ âm thanh Triệu Gia với thương hiệu Soundmatch của chúng tôi đã từng bước khẳng định được vị trí thương hiệu trên thị trường và trở thành công ty cung cấp loa vi tính hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ sư lành nghề cùng với chiến lược kinh doanh hợp lý, chúng tôi đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm giải trí hiện đại về mẫu mã, sống động về âm thanh và đặc biệt là giá cả rất phù hợp với đại đa số người tiêu dùng tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu thưởng thức ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng, đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu Soundmatch lên một tầm cao mới, một cách nhìn mới trong lĩnh vực âm thanh. Công ty chúng tôi đang nghiên cứu và cho ra đời những dòng sản phẩm cao cấp như hệ thống loa chuyên dùng cho gia đình, rạp hát, nhà hàng, khách sạn với một chuẩn mực cao nhất về chất lượng âm thanh lẫn hình thức. Phương châm hoạt động của Soundmatch là bảo đảm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm giải trí công nghệ mới nhất trên cơ sở giá cả cạnh tranh và luôn duy trì được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm dùng trong công nghệ âm thanh. Sản phẩm chủ yếu là các loại loa dùng cho máy vi tính và DVD. Các sản phẩm của Soundmatch được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức, được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và đạt các tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Sản phẩm dịch vụ, loa, micro, âm ly, trộn âm, âm thanh hệ thống và thiết bị, headphone, loa 2.0 channel system, loa 2.1 channel subwoofer system, loa 4.1 channel distom, loa 4.1 channel desktop theater, loa 5.1 channel home theater, loa 5.1 channel mini home theater, loa dân dụng. Giải pháp âm thanh tuyệt vời cho hầu hết mọi nhu cầu của quý khách hàng. Hệ thống loa mang lại âm thanh một cách chân thực nhất trong khi bạn xem phim, nghe nhạc, thiết kế trang nhã, giải âm thanh nổi đầy đủ, lý tưởng khi bạn giải trí trên các thiết bị ưa thích như đầu đĩa CD, DVD, máy tính, âm thanh sống động, chân thực, thỏa mãn việc xem phim và nghe nhạc. Với hệ thống hơn 1.500 đại lý trải rộng khắp cả nước, đặc biệt, sản phẩm trước khi xuất kho được kiểm tra kỹ lưỡng theo một quy trình khép kín nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất trước khi đến tay khách hàng. Đồng hành cùng hoạt động sản xuất, Soundmatch luôn gắn kết với xã hội bằng các hoạt động, chương trình mùa hè xanh, tặng nhà văn hóa, hành trình thắp sáng ước mơ, giao lưu sinh viên quốc tế, các chương trình văn nghệ tại các trường đại học, trường phổ thông. Chương trình TLC là một chương trình học thuật để giúp cho sinh viên rèn luyện tiếng Anh và qua đó cũng rèn luyện một số kỹ năng mềm như là kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo. Khoảng thời gian qua thì nhờ sự đồng hành của nhãn hàng Soundmatch mà chương trình TLC đã có được một số thành công nhất định. Và ban tổ chức chương trình TLC hy vọng rằng trong tương lai nhãn hàng Soundmatch sẽ còn tiếp tục đồng hành với chương trình để giúp cho chương trình ngày càng lớn mạnh hơn. Trong suốt hơn 12 năm thực hiện những chương trình tình nguyện tại các địa bàn tỉnh, thì hơn nửa chặng đường đó Soundmatch đã gắn liền với đoàn hậu sinh viên viện trong cái việc đồng hành để xây dựng nên những căn nhà mới, những con đường mới, trao những phần quà và suất học bổng cho các em học sinh nghèo tại các địa phương. Trong thời gian 2 năm gần đây, Soundmatch cũng đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình sinh viên chính người cán bộ tương lai. Đây là một chương trình học thuật khá lớn của sinh viên học viện, đã gây được tiếng vang trong lòng sinh viên thành phố. Và hy vọng trong thời gian sắp tới, bên cạnh những cái chương trình tình nguyện tại địa phương, thì học viện hành chính cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh được đồng hành tiếp tục với công ty Soundmatch trong những chương trình lớn của đoàn hội sinh học viện. Soundmatch đã được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam tin cậy và bình chọn là một trong những sản phẩm công nghệ thông tin được yêu thích nhất năm 2004 do tạp chí PC World tổ chức. Ngày 3 tháng 5 năm 2005, các sản phẩm của Soundmatch lại vinh dự nhận được giải thưởng
cúp vàng chất lượng Mekong do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam trao tặng. Tháng 7 năm 2006, thương hiệu Somat đã được bạn đọc báo PC World bình chọn là sản phẩm công nghệ thông tin được yêu thích dành cho loa máy tính xếp hàng thứ hai. Tháng 9 năm 2006, Somat đã được tổ chức Wasser chính thức cung cấp chứng chỉ đạt chuẩn ISO 9001:2000. Tháng 10 năm 2006, Somat chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 năm 2006, Somat đã vinh dự đoạt cúp vàng cho thương hiệu công nghệ thông tin được bạn đọc báo Egypt bình chọn cho sản phẩm speaker. Somat tự hào là nhà nghiên cứu, phát triển và sản xuất loa vi tính số 1 Việt Nam. Đó là thành quả của một đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và luôn nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung của công ty. Somat quan niệm rằng, nhân viên là nguồn tài nguyên vô giá, nhân viên chính là người mang đến cho công ty. Vì thế, đối với chúng tôi, chương trình tập trung phát triển và nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên là vô cùng thiết yếu để mở rộng và vươn đến thành công trên thị trường Việt Nam và khu vực. Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc. Chúng tôi yêu cầu rất cao ở nhân viên của mình khả năng làm việc độc lập và khả năng tự phát triển theo yêu cầu thực tế của công việc. Somat đã không ngừng tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên sở hữu niềm đam mê nghề nghiệp và tinh thần đương đầu thử thách cùng chúng tôi phấn đấu để trở thành người dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghệ thế kỷ 21. Bên cạnh cung cấp các sản phẩm loa vi tính chất lượng cao truyền thống, Somat sẽ tiếp tục đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm hiện đại, áp dụng nhiều công nghệ âm thanh tiên tiến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu giải trí ngày càng cao của khách hàng. Tất cả những gì công ty chúng tôi đã, đang và sẽ làm trong tương lai đều là nhằm một mục đích mang đến cho khách hàng những công cụ thưởng thức âm thanh tuyệt vời nhất, giá cả hợp lý. Tất cả vì một mục tiêu, Show Up Your Life. Với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo, kiến thức sâu rộng, giàu kinh nghiệm và tận tụy với khách hàng, Somat tin tưởng rằng sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy của quý khách hàng. Văn phòng chính, địa chỉ 123-125 đường Sông Hành, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 848-3755-2433-434 hoặc 848-3755-2756-757-758, phép 848-5406-2665. Trung tâm bảo hành, địa chỉ 436B xoẹt 24, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-865-0556, đường dây nóng Somat 0912-102524.